Tết Đà Nẵng là họ tập trung hoa chỗ này rất là nhiều này. Đó, về rất là nhiều ở nhà thấy không? Wow. Cúc này, ly, cầm chướng, trồng quá trời luôn. Này bán lẻ nữa, hai đường Trần Phú á. Đó, tầm sung nè, cái này không phải tầm sung không biết hoa gì cũng quay tay cái gì hả, gì ở Hà Nội này, ngại đường Trần Phú Phạm Thứ nha. Wow, Hà Lan nè, khách du lịch nó đi nè, bạc ngàn luôn. Hoa đẹp không cả nhà, từ rối luôn. Đường này là chiên hoa này. Hoa rất là nhiều, cái bình này. Đó, quá trời luôn, cái nhà ta hồ mà lựa đó nha. Cái này bán hoa cẩm tú cầu nè, cắm tú cầu nữa nha. Đây là cẩm chướng nè, ly hoa hồng lắm đó. Nãy gì quanh tay quá trời. Cái chậu hồng đẹp kia cả nhà, hoa hồng này có đẹp kia không, cúc ơn nè, lê ơn ơn. Nguyên củ, nguyên củ thì cái dài. Quá trời luôn. Ồ, đông nè. Này bắt đầu chạy, bắt đầu đông để mua hoa, mua hoa Tết. Quá trời luôn. Cao không cao. Quá là ô chờ. Thank you.
như Salem á. Hoa đồng tiền. Cúc lưới nè. Hoa này hoa hướng dương rồi phải. Quá trời luôn. Đẹp. Ồ, nơi đẹp kìa. Rồi sao đó không có gì. Shop này bán quần áo nước hoa này, vali, quầy đổi tiền đô nha.
Sông Hoa, chỗ Sông Hoa đây là đổi tiền này, tiền đô này. Gì nào đi cái tiền đô thì ghé đây đổi này, thấy khách trò đổi nhiều đó, chắc uy tín. Ngoài chỗ cây nè. Đường Nguyễn Thái Học nha. Bên đây là chợ hàng nè. Xe đông. Tách rồi xe đông.